Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với Ngược Dòng Lịch Sử. Tôi là Mr. Xuôi đây, người sẽ kể cho anh em nghe những câu chuyện hấp dẫn nhất. Những kẻ theo phe Việt Nam Cộng Hòa đều là kẻ thù chung của dân tộc, đặc biệt lại là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, kẻ đứng đầu chính quyền ngu xuẩn này. Sự tham lam và u mê của Thiệu đã khiến hắn phải chịu hậu quả thích đáng cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Thế nhưng, những phút cuối cùng còn lại ở Việt Nam trước khi sống cuộc đời lưu vong, vẫn có một người thật lòng quan tâm và muốn giúp đỡ hắn. Nhân vật này lại chính là một tình báo xịn sò của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người này là ai? Vì sao lại muốn bảo vệ tên cầm đầu của thế lực đối địch? Muốn biết rõ câu trả lời, mời anh em hãy xem video ngày hôm nay. Chắc vẫn còn nhiều anh em chưa biết đến cái tên Vũ Ngọc Nhạ. Nhưng ở thời của ông, Vũ Ngọc Nhạ là một cái tên ai nghe cũng phải gật gù thán phục. Vũ Ngọc Nhạ, tên thần là Vũ Xuân Nhạ, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1928 tại Phú Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trong một gia đình nhà nho hiếu học, năm 15 tuổi, ông được bố đưa vào Huế để theo học tại trường Trung học Thuận Hóa. Tại đây, ông đã được giác ngộ về lòng yêu nước, về lý tưởng cách mạng. Sau đó, ông được giới thiệu vào mặt trận Việt Minh, được kết nạp đảng vào ngày 20 tháng 6 năm 1947. Năm 1952, Vũ Ngọc Nhạ mang tên Vũ Ngọc Kép có mặt trong đoàn đại biểu quân sự tỉnh Thái Bình đi dự hội nghị chiến tranh du kích Bắc Bộ tại Việt Bắc do Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái chủ trì. Cũng tại cuộc hội nghị này, Vũ Ngọc Nhạ đã nhận nhiệm vụ quan trọng do chính Hồ Chủ tịch và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp giao phó. Nhiệm vụ của chú là phải bằng mọi cách để biết được Mỹ đang làm gì, Mỹ sẽ làm gì và Mỹ đã làm gì. Nhờ trí tuệ thông minh và lòng ham học hỏi, nghiên cứu mà ông đã hiểu sâu sắc mọi vấn đề quân sự, kinh tế, tôn giáo, ngoại giao, nên ông được kính nể, nhờ cậy và tin tưởng. Vũ Ngọc Nhạ được tổ chức chỉ đạo Nam Tiến. Ông từng bị chính phủ Ngụy bắt giam, nhưng nhờ trí dũng song toàn nên ông thực hiện thành công luồn sâu, leo cao và trở thành cố vấn thân cận cho giới lãnh đạo trong chính quyền Thiệu Kỳ. Từ Dinh Độc Lập, nhà tình báo chiến lược Vũ Ngọc Nhạ đã thiết lập nên mạng lưới tình báo A22 với những cộng sự là những người có địa vị cao trong bộ máy chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ. Sau khi Diệm bị đảo chính và sát hại, Vũ Ngọc Nhạ đã tiếp cận thành công với những nhóm cầm quyền mới ở Sài Gòn và tiếp tục trở thành cố vấn của hai đời tổng thống tiếp theo là Nguyễn Văn Thiệu và Dương Văn Minh. Những người nắm giữ vai trò cao nhất trên chính trường Sài Gòn cũng là nguồn cung cấp tin tức chính xác về tình báo chiến lược trực tiếp cho ông Nhạ. Nhờ chiếm giữ được vị trí quan trọng này mà ông đã lấy lại được hàng loạt tài liệu chiến lược, sách lược tuyệt mật của kẻ thù. Từ những năm 1960, Vũ Ngọc Nhạ đã rất nổi tiếng. Báo chí Sài Gòn và nhiều tờ báo lớn ở các nước phương Tây nhắc đến ông với những câu chuyện bí ẩn, ly kỳ cùng với sự thán phục. Trong bộ hồ sơ thu thập được, tại nhà Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Ngụy Quyền Sài Gòn có đoạn viết: từ trước đến nay, ngoại trừ những giai thoại giả tưởng trong tiểu thuyết trinh thám, chưa bao giờ có những tổ điệp báo thành công đến như thế. Cụm A22 do ông Vũ Ngọc Nhạ đứng đầu tập hợp những con người xuất quỷ nhập thần, biến hóa khôn lường khiến ai cũng phải thán phục. Cùng phát triển một hệ thống điệp vụ vô cùng quan trọng đã len lỏi và được trong nhiều cơ quan đầu não của Việt Nam Cộng Hòa. Những tin tức chiến lược mà cảnh sát quốc gia biết họ cung cấp đều có giá trị, giúp cho Hà Nội có được những dữ kiện chắc chắn khi ấn định chính sách của họ đối với cuộc chiến tranh. Với những chiến công xuất sắc, sau năm 1975, ông Vũ Ngọc Nhạ tiếp tục được công tác tại Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, mãi đến năm 1987, khi cuốn tiểu thuyết Ông Cố Vấn, Hồ Sơ Một Điệp Viên của nhà văn Hữu Mai xuất bản, thân thế và sự nghiệp của ông mới được công chúng biết tới. Năm 1988, ông được phong hàm thiếu tướng. Đầu năm 2000, căn bệnh ung thư gan tái phát và hành hạ ông Nhạ trong một thời gian dài. Ông đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật, nhưng cuối cùng ông đã ra đi mãi mãi. Từng làm cố vấn cho Tổng thống Diệm, nhưng khi Diệm ngã ngựa, ông Nhạ lại tiếp tục trở thành người thân cận bên cạnh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Không ít người tò mò bằng cách nào mà ông lại sang làm cố vấn cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông Nhạ từng chia sẻ: từ khi làm cố vấn cho Diệm, tôi có điều kiện tiếp xúc với người Mỹ, được biết người Mỹ có ý định chọn đối tượng lên thay Diệm. Tướng Thiệu là một trong những con bài lọt vào mắt của họ. Nguyễn Văn Thiệu, một giáo dân ngoan đạo, các cha cố, linh mục, nhiều người có cảm tình với Thiệu. Khi ấy, tôi được ủy quyền làm đại diện cho khối công giáo tổ chức vận động ủng hộ Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống. Cuộc vận động thành công, Thiệu tha thiết mời tôi vào Dinh Độc Lập làm cố vấn cho hắn ta. Không những được Thiệu tin tưởng mà tổng thống mới còn coi ông Nhạ như một người anh em cùng vào sinh ra tử với mình. Ngoài Thiệu thì người Mỹ cũng gần ông, vì ông là cố vấn của Nguyễn Văn Thiệu,
nên có thể dùng ông để thăm dò Thiệu. Thiệu cũng dựa vào ông để biết ý tứ của người Mỹ. Vậy là ông có thể cùng lúc nắm bắt tình hình cả hai bên. Trong lúc Nguyễn Văn Thiệu tin dùng Vũ Ngọc Nhạ, hai người như hình với bóng. Ngược lại, cục tình báo CIA Mỹ lại luôn ngờ vực ông. Ông luôn phải tập trung cao độ để tính toán, để vừa giữ cho mình hoạt động có hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho mạng lưới AI-2. Chỉ sơ sẩy một tí là nguy hiểm ập đến, đổ vỡ hoàn toàn. Theo chỉ đạo của cấp trên, chính ông Nhạ là người đã đưa các linh mục có uy tín trong khối Công giáo để ép Nguyễn Văn Thiệu từ chức và góp phần dàn xếp cho tướng Dương Văn Minh lên làm tổng thống thay Thiệu. Những phút sống hoảng loạn cuối cùng ở Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu đã gọi điện cho ông Nhạ và nói: "Thầy hai, góp ý cho tôi lúc này nên xử sự thế nào? Ông nên đi khỏi Sài Gòn." "Đi đâu?" "Đi đâu là tùy ông, nhưng ông nên trừ nước Mỹ." "Vì sao tôi không thể đi nước Mỹ?" "Bởi vì sang Mỹ họ sẽ giết ông." Theo góp ý của ông Nhạ, Nguyễn Văn Thiệu đã đưa vợ con đi Hồng Kông, rồi sang cư trú tại Anh Quốc. Cuối năm 2001, ông Thiệu mới qua đời. Vậy là ông Nhạ đã giữ được lời hứa trước đây với Nguyễn Văn Thiệu. Trong lúc nguy nan, xi nhan để ông ta không phải chết nhục nhã như anh em họ Ngô. Cả đời tận tâm với đất nước, không màng hiểm nguy, nhưng không ít lần vì quá nhập vai vào nhân vật mà ông bị lầm tưởng là theo địch phản quốc. Ông Mười Hương, tức là Trần Quốc Hương, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên trưởng ban nội chính Trung ương. Ông được Trung ương cử vào miền Nam công tác những năm 1950-1960 và trực tiếp chỉ đạo mạng lưới tình báo H10-A22 của Vũ Ngọc Nhạ từng kể. Phải nói, Vũ Ngọc Nhạ hóa thân thành một con người khác thật tuyệt vời. Tôi còn nhớ, một lần tôi đưa Vũ Ngọc Nhạ ra căn cứ của ta ở ngoài Củ Chi để gặp cấp trên. Hôm ấy, trong lúc làm việc, tôi thấy anh Mai Chí Thọ nhìn Vũ Ngọc Nhạ một cách chăm chú khác lạ. Lúc giải lao, anh Mai Chí Thọ kéo tôi ra ngoài và nói nhỏ: "Anh phải cẩn thận và cảnh giác với thằng cha Nhạ nghe." Nghe anh Thọ nói, tôi ngớ người, không hiểu đầu cuối ra sao. Vũ Ngọc Nhạ là người do tổ chức của ta cài vào, rất năng nổ hoạt động, đang có hiệu quả. Sao cấp trên lại nghi ngờ anh ta? Tôi băn khoăn hỏi. Tại sao lại phải cảnh giác với Vũ Ngọc Nhạ? Anh Mai Chí Thọ về mặt quan trọng: "Mình trông nó giống hệt một linh mục, từ dáng đi, giọng nói, đôi mắt đến tính cách y như một thằng cha đạo phản động." Thưa anh, Vũ Ngọc Nhạ có giống một thằng cha cố phản động, anh ấy mới tồn tại được trong lòng địch. Nếu cứ ngay thẳng thật thà hoặc ngụy trang nửa vời thì chúng nó bóp chết từ lâu rồi. Anh Nhạ thể hiện như thế đúng vai kịch bản của tôi đấy. Ông Mười Hương nói tiếp: "Thực ra khi ấy anh Mai Chí Thọ rất tin tôi, nhưng tại cái thằng cha đạo phản động lẫn trong hình bóng con người của ông Nhạ đôi lúc vẫn làm anh Thọ chưa yên lòng. Có lần anh nói thế với tôi, mãi đến sau này cả lưới AI-2 lập công xuất sắc được tuyên dương anh hùng, Mai Chí Thọ mới chúc mừng tôi. Anh bảo cậu khá lắm, cậu dàn kịch bản cho thằng Nhạ thật tuyệt vời. Mình rất mừng, một đồng chí của ta đội lốt kẻ địch đến mức người của ta cũng không nhận ra, quả là điều kỳ diệu đối với nghệ thuật tình báo mà chính mình cũng không thể tưởng tượng." Chính ông Nhạ cũng rất buồn mỗi khi bị nghi ngờ là phản quốc. Ông từng chia sẻ: "Cuộc đời con người ta chẳng được là bao mà gần nửa đời tôi bị nghi oan. Nghĩ lại, nhiều khi tôi thấy buồn. Vợ tôi, bà ấy cũng buồn lắm, nhưng cũng may cuộc chiến tranh đã kết thúc, ta giành thắng lợi lớn, nỗi oan của gia đình tôi được giải tỏa." Cuộc đời và sự nghiệp của Vũ Ngọc Nhạ thực sự vĩ đại. Tên tuổi, sự nghiệp của ông không chỉ làm cho hàng chục triệu con người đất Việt cảm phục, ngưỡng mộ, mà còn làm cho đối phương, ngay cả những chính khách cao cấp của Mỹ và Ngụy cũng phải kính nể. Không chỉ có tài năng, lòng dũng cảm và tình yêu lớn lao dành cho Tổ quốc, ông Nhạ cũng là một người trọng chữ tín, sống có tình nghĩa. Mặc dù Nguyễn Văn Thiệu là kẻ đứng đầu của thế lực đối địch, nhưng ít nhiều cũng có chút giao tình với ông. Đến khi Thiệu ngã ngựa, ông Nhạ vẫn giữ lúng lời hứa của mình. Vũ Ngọc Nhạ xứng đáng trở thành một huyền thoại trong làng tình báo và là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em yêu thích và ủng hộ Ngược Dòng Lịch Sử thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.